Ngày nay, phần nhiều các dân tộc đã ăn mặc theo chiều hướng đơn giản hoặc theo thời trang hiện đại. Chỉ còn một số rất ít tộc người còn ăn mặc theo trang phục truyền thống, trong đó có dân tộc Sán Chỉ. Trang phục phụ nữ Sán Chỉ bằng vải màu tràm, quần ống rộng không pha màu, áo may dài 4 thân, cài khuy bên trái hoặc bên phải, ống tay nhỏ, cổ thấp bó sát cổ, gấu và tà áo được viền rẻ vải đỏ làm nổi lên. Để tiện cho việc đi lại và tạo dáng đẹp, tà áo dài đằng sau thường được rất chéo lên thắt lưng. So với các dân tộc khác như Mông, Dao, trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ đơn giản hơn và ít họa tiết hơn. Tuy nhiên, bằng những đường nét hoa văn đặc trưng, người phụ nữ Sán Chỉ đã sáng tạo ra những bộ trang phục độc đáo, tôn lên vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ. Xin chào quý vị khán giả. Hiện nay thì tôi đang có mặt ở nhà của chị Hoàng Thị Mộng ở bản Câu Đấng, xã Mộc Bố của huyện Bắc Nẵm. Và hiện nay thì rất nhiều các cô, các chị em ở đây đang thêu những bộ trang phục rất là đẹp để chuẩn bị cho lễ cấp sắc của bà con dòng họ ở trong bản của mình. Vâng ạ, xin chào chị Mộng ạ. Cái bộ trang phục của mình thì cái phần thêu nào là cái phần khó nhất? Vâng ạ. Thực ra ấy thì là để mà nói là khó hay là dễ thì nó cũng phần nào cũng thấy khó hết, phức tạp hết, nhưng mà tuy nhiên thì là phức tạp nhất thì là cái cổ áo này, thứ hai đó là đến cái cúc này, nếu mà mình cài nó không đúng vị trí thì mình mặc nó sẽ không nó được bị đẹp lệch, nó sẽ bị lệch, vâng, xô lệch và nó sẽ không tạo được cái cân đối ở trong áo, chiếc áo với nhau, phải không ạ? Các chị em ở đây thì thường mặc những bộ trang phục của mình vào những cái dịp lễ nào? Bình thường sinh hoạt hàng ngày thì các chị em vẫn mặc như này, nhưng mà nhất là về đi chợ hoặc là lễ hội cấp sắc với lại cả đám cưới thì hay mặc. Nãy nhìn các chị ở đây thêu thì tôi rất là tò mò, không biết là thêu có khó không thì chị có thể hướng dẫn tôi thêu một vài đường cơ bản được không ạ? Tôi rất sẵn sàng hướng dẫn chị. Có thể mượn của một chị nào đấy. Vâng, của chị này ạ. Vâng, để tôi thử thêu một chút được không ạ? Vâng. Cái phần này để làm gì đấy hả chị? Cái phần này là cái viền áo này. Viền dưới, bên dưới áo phải không ạ? Vâng. Thực ra nhìn thì rất là đơn giản, nhưng mà khi bắt tay vào làm rồi thì mình thấy là không hề đơn giản thế nào. Và từng đường kim mũi chỉ phải là thật tỉ mỉ và chính xác. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao là như chị Mộng vừa nói ạ, thì phải mất đến một năm phải không ạ, mình xong mới hoàn thiện được bộ trang phục. Chứ còn thơm như tôi thì chắc hẳn phải 3-4 năm. 3-4 năm thì chắc đã xong một bộ trang phục. Tại vì từ nãy đến giờ thì mới được vòng vài miếng kim thôi ạ. Các bà, các cô, các chị đây thì chắc hẳn là thêu đã rất là nhiều năm rồi phải không ạ? Mọi người cứ quan niệm là mỗi năm phải được mỗi người một bộ trang phục, cho nên là cũng rất là thường xuyên là hàng. Quý vị có thể thấy là sau một hồi rất là lâu, nhưng mà tôi chỉ thêu một cái đoạn rất là ngắn như thế này thôi và có vẻ như là không được đẹp như chính chủ của nó ạ. Tôi giả lại cho chị. Vâng, chị có thể tiếp tục khâu. Để khâu được một miếng vải hoàn chỉnh như này thì phải mất một thời gian khá lâu. Sau khi khâu xong thì còn phải ghép từng miếng một với lại chiếc áo đã được nội tràm sẵn. Đây là một công việc không thể vội vàng được và rất cần sự tỉ mỉ chu đáo của người phụ nữ Sán Chỉ. Và chúng ta sẽ hỏi thêm chị Mộng ạ. Chị Mộng ơi, để khâu một cái bước như này thì chắc hẳn là cũng phải làm rất nhiều lần rồi phải không ạ? Không biết là đã lần nào chị đã làm hỏng và phải tháo ra hay là chị ạ? Không ạ. Lúc vừa mới tập làm thì cũng rất là khó, cho nên vâng, là làm thì không thấy đẹp mắt để là lại tháo ra để làm lại. Vâng. Thì nhiều lúc thấy nó cũng đẹp. Vâng. Bên cạnh trang phục, phụ nữ Sán Chỉ rất chú ý về các phụ kiện, đặc biệt là về mái tóc. Tóc được buộc trụm về phía trước rồi sẽ làm đôi, dùng cặp thành hàng dọc quay tròn lại trên đầu. Trên đỉnh đầu được che bởi miếng bạc mỏng hình tròn, phía mặt trên in hình vũ trụ, mặt trăng, mặt trời hoặc ngôi sao. Phía mặt dưới ở giữa dùng chỉ xe làm móc để xuyên hai cây châm qua, giữ chặt đĩa bạc tròn úp trên đỉnh đầu cho chắc chắn. Bên phải đầu cài ba cây châm bằng sừng trắng to gần bằng chiếc đũa, đầu châm nhỏ tròn, đầu ngoài vuông có khắc hình hoa văn tô màu xanh đỏ. Trong trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ thì mái tóc là phần chuẩn bị công phu nhất và mất nhiều thời gian nhất.
Mặc dù vậy, họ luôn thấy tự hào và hãnh diện với bộ lông này, và đây cũng là cách để họ nhận ra dân tộc mình dù ở bất cứ đâu. Khi được phát hiện mình bộ trang phục này thì bản thân tôi cảm thấy rằng là mình cũng là một cô gái chăm chỉ và đang sinh sống ở bản Khâu Đấng rồi đấy ạ. Rất cảm ơn chị Mộng cũng như là các cô các chị ở đây đã cho tôi một buổi rất là thú vị ngày hôm nay. Và tới đây thì chương trình văn hóa tuần này cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo.